Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cánh cổng thân thương đấy. Đó, mỗi lần xuyên cánh cổng này là chúng ta lại tiếp tục đến với chuyên mục thí nghiệm trong mình nuôi các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm một cái skin mới. Mà thực ra thì cái skin này nó chỉ bán chính thức ở bên quốc tế. À không, từ từ, bên quốc tế thực ra là hơi sai sai nhỉ. Chính xác nó là bên Trung Quốc chứ đúng rồi đó. Thì cái skin này nó chỉ bán ở bên Trung Quốc các bạn ạ. Bên quốc tế thì ra phải mua theo kiểu mua chui, phải mua theo kiểu không được hợp pháp lắm thì mới mua được các bạn ạ. Thì chắc là nói đến đây là nhiều bạn cũng biết rồi đúng không? Đó thì mình sẽ cho đó là ở đây. Hôm trước thì mình có thử nghiệm cái con Megatron với cả cái con Optimus rồi. Đấy thì hôm nay nhân dịp là mới ra cái skin con Bumblebee à đúng không nhỉ? Con mình hay gọi nó là con Bumblebee các bạn nào không biết các bạn gọi như nào thì mình cứ tạm gọi con Bumblebee đi. Đấy, gọi là con Bumblebee các bạn nào. Đó thì hôm nay chúng ta sẽ thí nghiệm vào cho 100 con Optimus Prime này với đối với cả có một tầm khoảng 100 con Bumblebee các bạn nào. Nói chung thì chắc là phải mốt thôi. Đấy, cho hai con này vào đương nhiên là phải mốt rồi các bạn ạ, chứ không mốt thì làm sao mà chơi được. Ok, thì không liên thuyên nhiều nữa, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nha. Và bạn nào yêu quý Mèo Pèo thì đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo ủng hộ Mèo Pèo một gói mì tôm ăn đấy các bạn nha. Rồi vậy thì cánh cổng mà thực ra là đó, hôm trước có nhiều bạn bảo mình là sao anh không bịt cái lỗ lần lại đấy, thì mình xin thưa là nếu nhá, đây cánh cổng đang hoạt động bình thường đúng không? Đó, đang hoạt động bình thường nhá. Nếu như các bạn bịt cái này lại đấy thì nó sẽ bị dính vào đây và sẽ không thể mở cổng được. Đó, không thể nào mở được các bạn ạ. Đó, nó sẽ bị lỗi. Cho nên bắt buộc là phải đập đi này. Đấy, phải có cái lỗ như này thì cổng nó mới lên được, thế nó mới cay cơ. Đấy, kiểu không làm thì không được các bạn ạ. Để mình sẽ thử dùng miếng cọc gỗ thế là nói chung là chắc không được đâu. Đấy. Là cái cổng này mình thích hồi trước là cái người thiết kế cổng này đã tính toán hết cả rồi các bạn ạ. Nói chung là tất cả đã nằm trong sự tính toán của người thiết kế rồi. Cho nên là nhiều bạn cứ bảo mình là sao anh Mèo Pèo đã không làm lại cái cổng các thứ đi. Đây, làm lại các bạn coi này. Đấy, kiểu không lên đâu. Đó, không thể nào lên được các bạn, lỗi ngay. Đấy, lỗi ngay, bắt buộc là phải đập đi. Đấy, bắt buộc phải để hở như này. Nói chung là cái người thiết kế cái cổng này là cũng tính tất rồi các bạn ạ. Phải như thế thì mới lên được. Đây, lại nha. Đó, nó phải như thế này các bạn. Rồi thì thôi không sao, nói chung là bị cái lỗi cũng chẳng sao các bạn ạ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đó, đi ra ngoài và mốt các bạn ạ. Mình sẽ bật cái màn hình desktop lên để tí nhá. Đây, ok. Rồi thì đầu tiên thì mình cứ tạo ra hai con quái vật thôi. Mình sẽ thêm này, bấm thêm này. Ở chết, bấm nhầm, đã thêm quái ở đâu. Sorry anh em nhá. Rồi, bấm tạo này, bấm dấu cộng đâu nhỉ. Dấu cộng, mình đặt tên con này là gì ta. Con đầu tiên sẽ đặt, thôi đặt tên là mình viết được, mình biết con này mình viết được thì mình không biết đọc như nào. Bumblebee đấy, chắc là đọc là Bumblebee thì đấy là thôi, đó cứ đọc là Bumblebee đi kệ nó các bạn. Đúng thì thôi rồi. Thì mình cứ để tạm là con dã nhân đi. Đấy, ok, 100 đi, cái này là để 30 lâu quá nhỉ. Thôi để 50 đi. Ok, nhìn hai này, 50 này, 600 này rồi. tắt. Ok, chiến đấu thì cái này kéo lên xa luôn, cận chiến. Ok, chủ động tấn công, tấn công bị động. Cái này để nguyên rồi này. Cái này tắt hết rồi. Nâng cao thì xóa này đi, cái này tính sau. Rồi ok, tạm thời đấy, thế là xong một con rồi. Tiếp theo thì đến tạo thêm này. Bấm dấu cộng, bấm tạo, tiếp tục bấm dấu cộng. Cái này mình đặt tên là Optimus. Đấy, ok rồi, đúng ta, hình chắc là đúng đấy, chắc là đúng tên đấy các bạn ạ. Rồi thì biết thế đã. Mình sẽ để hình con dã nhân đi. Chết nhầm 50 dam thôi. 50 nhỉ, 50 này, ok. 50 này, cái này lên 1200 này, cái này 600 này, cái này tắt. Bạn nào mà không tắt đi thì nó có khả năng là giống con nhện đi, khi mà bấm vào ấy nó bay thẳng lên trần nhà khó chịu lắm. Đây tắt hết nhá. Đây tắt hết. Bấm 24 này. Cái này tắt luôn. Tắt. Ok, rồi nâng cao xóa cái này đi, rồi lưu trở về, bấm thêm, rồi xong. Chỉnh nâng cao, chọn sinh vật tùy chỉnh đây, Optimus này rồi, ok, xong. Cái này bấm nâng cao tiếp, phần sửa, chọn sinh vật tùy chỉnh, đấy, Bumblebee này xong. Ok, rồi. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ thì chúng ta ra ngoài. Đấy, ra ngoài, sau đấy lại vào menu open file location. Đấy, next ra này, vào menu data 410 này, data này ở đâu nè. Đây, tìm cái file mới nhất, kiểm tra ảnh bìa. Đúng rồi, ok.
vào mode này, map default này, behavior này, actual này, rồi xong kiểm tra cái này thì đây. Cái này là Bumblebee, ở đây thì Bumblebee ID là 56 các bạn nhá, 140056. Nói chung là khá là dễ nhớ các bạn ạ. Hey, ok. Bấm save để kiểm tra lại xem như nào. Bumblebee, chuẩn rồi đấy. Ui, nhìn cute, nhìn hay phết nhưng mà nhìn hơi gầy. Nhìn nó hơi gầy các bạn, cái này biến thành ô tô đẹp hơn nhiều. Nói chung cái skin này mình như bán bên Trung Quốc bán có 888 xu thôi. Rẻ hơn cái Optimus các bạn ạ. Optimus thì như mình nhớ không nhầm tận 1.200-1.300 đắt lắm. Ok. Rồi thì tiếp tục đến với con Optimus. Thì Optimus mình nhớ không nhầm nó là 50 140050 phải. Đây. Hey, sửa này. Bấm save. Ok. Kiểm tra lại xem nào. Sinh vật. Ok rồi, nói chung là chuẩn các bạn ạ. Được của nó đấy rồi. Bây giờ thì tiến hành vào game thôi. Dậu. Cổng nóng ạ, đóng cổng đó. Rồi mình sẽ gọi ra cái này. Từ từ nhá anh em nhá, bình tĩnh. Rồi. Thì bây giờ lại tiếp tục đến với chuyên mục tua nhanh video xin phép được bắt đầu các bạn nhá. Ok, tua nhanh video xin phép được bắt đầu. Ok các bạn ơi, vậy là mình đã gọi ra 100 con Bumblebee với cả 100 con Optimus các bạn ơi. Nói chung thì hai cái skin này hiện tại là bên Việt Nam nếu mà mua theo kiểu cách chui nhá. Đấy, cái thôi thì mình chắc là mình cũng không giới thiệu các bạn cách mua chui đâu. Nói chung là không nên mua các bạn đấy. Bạn nào muốn nghịch thì có thể đi tự tìm hiểu các bạn nhá. Rồi, các bạn nào dự đoán Bumblebee thắng thì đừng quên để lại bình luận phía 1. Còn bạn nào dự đoán Optimus thắng thì đừng quên để lại bình luận phía 2 các bạn nhá. Rồi, mình thì mình luôn ủng hộ cái skin mới đấy, cho nên là mình sẽ dự đoán là Optimus thua. À, không thắng ở đâu các bạn ạ. Đấy, ok. Rồi anh em ơi, từ nã. Mình sẽ mở cổng trước hay mở cổng sau ta? Thôi mở cổng trước đi. Rồi, ok. Mẹ. Cổng mở đã, bình tĩnh. Ok, đập. Ok luôn các bạn ơi. Rồi, úi trời. Khá là đông các bạn, nhìn một bên màu vàng, một bên là màu xanh ấy. Nói chung là không biết là như nào các bạn ạ. Nhìn thì thoáng qua có vẻ như là tôi thấy là hai bên đang chia nhau mỗi ủi từ. Tôi nhìn tôi tưởng là hai bên đang kiểu như là phân chia lãnh thổ các thứ, nhưng bây giờ nó hỗn loạn rồi. Bây giờ thì chính thức hỗn loạn các bạn ạ. Ok đi. Cho chúng mày đánh nhau ấy. Bây giờ mình ngồi dọn dẹp đã. Dọn dẹp cái đống này các bạn ạ. Hey, hey, có chết bấm được nút. Hey, sorry anh em nhá. Hey, ok. Đâu nhỉ? Tiếp thật tránh ra nào, tránh ra cho công nhân dọn đồ cái nào. Cái thật nhìn lag quá. Đây, hiện tại là FPS à, hiện tại là mình đang mở cái chế độ đó là đây. Bạn nào không biết ý, thì có thể vào đây này. Và cái game này hiện tại là cái bản mới chúng ta có cái mà tắt cái giới hạn FPS. Ngày trước ý, nó chỉ có giới hạn tối đa là 80 FPS thôi. Cho nên là nó không được mượt cho lắm. Bây giờ thì mình đã có thể bỏ đi rồi đấy. Hiện tại là FPS mặc dù là cái này do lag thôi đấy. Nếu như chúng ta tránh xa đấy, FPS lên kìa 300 kìa. Đó, 363 kìa, 397 kìa, 400 kìa đấy. Nhưng mà đến gần cái chỗ này rất là lag nhá. Đó, tại vì chỗ này mình để nhiều NPC quá các bạn ạ, chứ không sao kìa đi. Đấy, thì cái tính năng mà mở giới hạn FPS ý, nó sẽ tối ưu cho những bạn nào mà dùng cái màn hình có tần số quét lớn. Ví dụ như là hiện tại là mình đang dùng cái màn hình có độ phân giải 2K với tần số quét là 144Hz. Đấy, thì tức là nó sẽ tối ưu cho nếu như mà chúng ta đạt được 144 FPS ấy, thì nó sẽ mượt hơn. Hồi trước thì nó chỉ được có 80 FPS thôi đấy. 80 FPS chơi trên cái màn hình 144Hz là hơi kiểu hơi phế các bạn ạ. Thực ra cái game này mình nói thật đi, FPS cao hay thấp thì nó cũng thế thôi, tầm khoảng 100 là ok rồi các bạn ạ. Lên 1000 nó cũng chẳng khác gì các bạn ạ, nói thật luôn đấy. Mình cũng không biết như nào đó, nó thông là chung thì cái game này cũng nhẹ mà. Rồi, trừ khi bạn đứng giữa 1000 thùng TNT đấy, thì mình khẳng định với các bạn luôn, kể cả máy các bạn 1 tỷ thì nó vẫn lag thôi nhá. Để khi nào mình test thử bạn coi này, đấy 1000 thùng TNT nó lag sấp mặt luôn. Thôi, thì quay trở lại với trận đấu chính thì có vẻ như là khá là cân bằng anh em ạ. Hiện tại là chưa biết là bên nào thắng bên nào thua. Nhìn tương quan lực lượng thì có vẻ như là hai bên đang khá là đồng đều, chưa thấy bên nào thiệt hơn bên nào cả. Đó, mình thì mình vẫn ủng hộ màu vàng đấy, ủng hộ màu vàng, ủng hộ skin mới. Đấy, cái mới luôn hơn cái cũ đấy, theo mình dự đoán là con Bumblebee thắng thôi. Đó, chưa biết được, từ gáy hơi sớm rồi nào, gáy hơi sớm kéo thua đấy. Từ nam chưa biết được đâu, cái này mình chưa biết là bên nào thắng hay thua bạn ạ. Từ để may quá không có nào kẹt à, không có nào bị kẹt các bạn ạ. Ok, ở nhau tiếp đi anh em ơi.
tôi hình như có lỗ này. Ở đâu đâu, bị rồi. Ok. Ui. Tôi nhìn bên này. À nhìn từ qua bên kia chơi đi mới. Đúng rồi, qua bên kia chơi đi. Đúng rồi, qua bên kia chơi đi. Đấy, đánh nhau hội đồng tích cực vào để coi xem là bên nào thắng cả nào. Rồ. Đấy. À đấy, dành cho bạn nào mà muốn kiểu biến hình thành cái con skin mới thì chắc là lát nữa mình giới thiệu luôn. Nó giống như hôm trước mình chỉ các bạn thôi, đó là cái bánh tiêu đen này các bạn, cái bánh tiêu đen này bình thường là biến thành gà đúng không? Bây giờ các bạn sửa con gà. Sửa con gà thành skin mới là xong, chứ mà rất là dễ. Ui, tuân, nhìn sơ qua có vẻ như là Bumblebee thắng rồi. Ok, Bumblebee thắng chắc kèo luôn các bạn ạ. Đó, easy luôn. Easy game. Vâng, đúng như mèo béo dự đoán skin mới thắng skin cũ. Rồi, ok, rồi. Vậy là kết quả chung cuộc đó là màn 100 đối 100 thì con Bumblebee thắng nha. Bây giờ thử 1 đối 1 xem như nào. Bùm. Rồi, đẹp phết nhở. Thế, rồi. Rồi, bây giờ làm kèo 1 đối 1 này. Rồi, 1 đối 1. Nhìn về thể hình thì có vẻ như con Optimus to hơn. Vâng, đánh trước 3 phát rồi. Đánh trước lợi thế 3 phát nữa rồi. Thì tôi khẳng định với các bạn luôn, 99% là trận này Optimus thắng. Bởi vì là Optimus đánh trước 3 đòn các bạn ạ. Rồi, khẳng định anh em luôn là mèo béo dự đoán 99% là cái ván này Optimus thắng nhá. Đấy, đánh trước 3 đòn mà không thắng được nữa tôi cũng chịu các bạn ạ. Thể hình thì nhìn sơ qua có vẻ như là Optimus cao hơn này. Đấy, cao hơn, to hơn, đô hơn. Ơ, à, trời ơi. Ồ, nhưng mà đúng là xe tải khác, xe tải nó xịn hơn xe phân khối, cái gọi là xe đua chứ đúng rồi. Mình nhớ thì nhớ không nhầm là trong phim ấy, trong phim Transformer thì con Bumblebee này là xe Chevrolet phải. Đấy, đúng như dự đoán luôn. Vâng, vậy là đúng như mình đã dự đoán đó, Optimus thắng do lợi thế đánh trước ba đòn. Ok rồi, thì bây giờ nhân tiện các bạn hỏi là làm thế nào để biến thành cái skin mới thì mình cũng thử luôn đây. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đó là sửa, rồi mình sẽ thêm sinh vật này. Mình sẽ bấm vào thêm, mình sẽ bấm vào phần sửa. Để tạo này, bấm sửa, ok. Sửa con gà, bấm gà, ok. Mình cứ lưu ở đã, đây lưu ở đã, ok rồi lưu ở này. Đâu nhỉ, con gà đâu rồi, uống gà đây, gà đây. Thêm, ok. Thì như con gà này hôm trước là mình, chưa sửa. Mình nhớ hôm trước mình có sửa con gà này thành mèo như ý này. Đấy, không đúng, ấy, con chuột như ý chứ. Không nhầm là thế, con này cũng không nhớ lắm. Hơi dạo này kiểu hơi lú lú rồi. Thì vẫn là mở file open location thôi, như vậy đấy thôi. Back ra này tìm Midodata 410 đó. Vẫn như vừa nãy. Đâu nhỉ? Mode này, mask default này, behavior này, đấy, như vừa nãy thôi. Chicken này, sửa cái phần model này thành cái gì ta? 56 nữa. Hình như là 140056 thì phải. Đây. Khá đơn giản. Ủa chết, nhầm. Rồi, ok. Tiếp thôi. Rồi, kiểm tra lại. Đợi tí. Hey. Ok, chuẩn rồi. Đấy, vậy là chúng ta đã không cần mất tiền cũng có thể dùng được các bạn. Cái này chỉ là skin fake thôi. Còn skin xịn ý, chúng ta có thể biến thành con cái ô tô cơ. Đó, cái skin xịn là biến ô tô được. Còn cái skin này thì không biến được đâu các bạn nhá. Không biến ô tô ở đâu. Rồi, ok, thử thế nào. Úm là xì bùa. Hey. Đó, ok. Để kiểm tra vẫy tay này, cách cho một. Đẹp phết nhở. Được của nó đấy. Hỏi chấm này. Khóc, kiếp thật. Robot mà cũng có nước mắt à? Vô lý. Hey, tức giận này. Nằm xuống này. Cái này là cái gì đây? Không biết. Đấy, giơ hai tay lên làm gì đấy? Không biết các bạn ạ. Chịu. Ủa ôi, múa. Keep hold never die à? Ok. Tiếp. Cái này thử này. Đây, control 6. Úi chào, ok. Control 7, vươn vai, ok. Control 8 là hip hop never die, đó. Hip hop never die. Rồi, ok. Rồi, hết rồi. Nói chung thì hôm nay là làm thử cái thí nghiệm vui thôi. Và cũng là test skin mới luôn các bạn ạ. Đó, bạn nào mà muốn mua chui cái skin này thì có thể liên hệ thanh niên chung NTT các bạn nhá. Rồi, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ mình các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.